cứ 100 trẻ em, một em sẽ bất hạnh chào đời với gánh nặng bệnh tim bẩm sinh. Với thể trạng rất yếu, các em khó rời giường bệnh để hòa nhập vào cuộc sống, phần lớn qua đời từ rất sớm. Chỉ một cuộc phẫu thuật, các em sẽ lành bệnh. Phép màu đơn giản ấy khởi đầu từ những đóng góp của bạn. Có những em bé sinh ra đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Cả đời em phủ một màu tím tái, hơi thở yếu ớt. Mỗi bước em đi nặng nề, khó nhọc, như kéo cả chiếc giường bằng vai. Cha mẹ các em, sau khi bán tất cả những gì có thể để lo cho em ra vào viện, thì đứng trước ca mổ với chi phí quá khả năng, họ đành bất lực đứng yên. Nói có 1 tháng mấy ngày đi bác sĩ nói tìm bẩm sinh đó. Rồi bác sĩ nói muốn chắc ăn thì đi thành phố khám. Rồi cái đầu gắn mặn mướn kiếm đâu lo đâu được triệu mấy rồi đi thành phố khám tới giờ. Rồi giờ bác sĩ nói biết tìm bẩm sinh rồi. Em khóc dữ lắm mà. Nhà ngủi nó khóc với cái mù đó hồi gắn này tới đầu hay tới đó. Giờ em thấy nuôi nó đau đớn. Thấy nó không lớn như con người ta. Không có tiền bạc nó mỗi lần đi là 1 triệu mấy đi khám không á, thấy không có tiền. Anh làm mưa gió thì không làm được, ta kêu thì làm, còn ta không kêu thì nhà không vậy đó. Đi làm thì có nhiều thì ăn, nhưng ăn đồ ăn rẫn vậy đó, cơm ăn đồ ăn cá kho này kia vậy đó, chứ không dám ăn nhiều, để tiền thấy cho con không mà đau với lòng dữ lắm mà không biết sao giờ. Cho nó cỡ nuôi tới đâu hay tới đó chứ em quá trời đau, em nuôi tới đâu làm đau đớn tới đó. Chạy vì trái tim ra đời với khát khao lớn nhất là để tiếp sức cho các em và gia đình các em khi họ không thể tiếp bước được. Được Gamudalen và Nhịp tim Việt Nam phối hợp tổ chức, ngày hội từ thiện này sau 2 năm diễn ra tại Caledon City, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã gây quỹ cứu sống được 76 em. Bước vào năm thứ 3, Chạy vì trái tim 2015 đặc biệt sẽ được tổ chức tại cả hai miền, ngày 8 tháng 11 tại Caledon City, Tân Phú và ngày 6 tháng 12 tại Gamuda City, Công viên Yên Sở, Hà Nội. Đây là một trong những chương trình đặc biệt nhất của chúng tôi. Chúng tôi không những chạy bộ để gây quỹ mà còn muốn tăng nhận thức cho cộng đồng rằng chúng ta cần phải làm từ thiện, mọi người đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẫn có những người không được như vậy và họ cần chúng ta giúp đỡ. Cái đầu tiên là đỡ mà quảng bá và đỡ mà giới thiệu về cái Hobbit Việt Nam cho mọi người. Đỡ mọi người có thể tham gia thêm, có thể là hợp tác với nhau. Và ví dụ như cái này là một cái việc mà đỡ mà mình hợp tác với rất là nhiều cái đơn vị khác. Mà đỡ mà kêu gọi, ủng hộ xã hội và giúp mấy cái người nào mà còn giúp đỡ nhất. Tính đến ngày 20 tháng 10, chương trình đã nhận được lời tham gia của Đại sứ Chạy vì trái tim Mỹ Linh, Đại sứ Nhịp tim Việt Nam Ngô Thanh Vân và nhóm 365, cùng rất nhiều nghệ sĩ như Thái Hòa, Xuân Lan, Khương Ngọc, Diễm My 9X, Ninh Dương Lan Ngọc, Nhật Thủy Idol, Ngọc Thanh Tâm, Trương Minh Xuân Thảo, Trọng Hiếu Idol. Đã có hơn 57 doanh nghiệp tham gia tài trợ và dự kiến có khoảng 18.000 người tham gia chạy. Điều đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Trước hết tôi rất là vui sướng khi được làm đại sứ thiện chí của chương trình Chạy vì trái tim. Là một người may mắn và hạnh phúc, tôi có được một thân thể và một trái tim khỏe mạnh. Thì tôi nghĩ rằng chia sẻ điều ấy bằng việc chạy để quyên góp cho những người kém may mắn hơn thì đấy là điều mà ai cũng sẵn sàng làm. Phải nói là cảm thấy rất là hào hứng và rất là phấn khích bởi vì có quá nhiều người tham gia như thế này. Cái này là quá ư là bất ngờ, tại vì không nghĩ rằng là có rất là nhiều người đăng ký như thế này và cảm thấy rất là vui. Vâng, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì trái tim của mọi người đến với chương trình này. Chỉ mong rằng là sau ngày hôm nay thì càng nhiều người biết đến Nhịp tim Việt Nam nữa, bởi vì còn rất là nhiều em bé cần được giúp đỡ. Thời gian vượt qua cung đường 2,5 km của Chạy vì trái tim như mô phỏng hành trình cứu sống các em của Nhịp tim Việt Nam. Với vạch xuất phát là năm 2006, đến nay Nhịp tim Việt Nam đã cứu 4.287 em.
với đích hướng đến là ngày mà tất cả các em bé nghèo bị bệnh tim bẩm sinh trên toàn Việt Nam sẽ được phát hiện và cứu sống kịp thời. Quỹ luôn nỗ lực không ngừng để gửi các đoàn bác sĩ đi khám sàng lọc tới mọi vùng miền, mọi ngóc cách xa xôi. Sau mỗi chuyến đi, danh sách cần cứu lại càng dài hơn và càng cần đến sự giúp sức của nhiều người hơn. Để ước mơ một ngày nào đó không còn em bé nào phải mất vì không được phẫu thuật nữa, Chạy Vì Trái Tim tha thiết mời gọi sự tham gia của các cơ quan truyền thông, báo đài, các nghệ sĩ, các doanh nghiệp và của chính bạn. Hãy cùng tham gia Chạy Vì Trái Tim, chúng ta vui khỏe, các trẻ hồi sinh. Mong rằng là sau ngày hôm nay thì sự lan tỏa của những nhịp tim của chúng ta sẽ càng rộng hơn và có thêm nhiều trái tim nữa được cứu. Nhìn vào đôi mắt, đôi mắt thơ ngây, cuộc đời.